Vinh đã có xem rất là nhiều chương trình của bên Ân Sài Gòn đây rồi. Thì thấy rất thú vị. Thấy nói chung nó cũng phải thử thách cái phản ứng của cái người tham gia rất nhiều. Và Vinh cũng rất muốn thử cái khả năng của mình. Cái người tham gia diễn thì hoàn toàn không biết là kịch bản sẽ như thế nào. Tất cả đều do cái người trưởng phòng đó hướng dẫn và phải bắt buộc phải làm theo và phải phản ứng theo. Vì đó không đơn giản, mình nghĩ là không đơn giản. Cái người mà có lẽ mà Vinh hy vọng gặp nhất cái chắc có lẽ là Trường Giang. Bởi vì ít nhiều thì ở ngoài cũng có hay đi ăn uống chung rồi cũng biết ý rồi. Còn mấy người kia thì chưa có dịp nói chuyện. Thì cũng sợ là vô quăng miếng chụp không kịp. Vinh có làm một cái phim Khoáng Đổ Thân Xác thì là thành một cái cô nữ trong hình hài của người đàn ông. Nếu như bây giờ phải gặp một cái vai tương tự vậy thì chắc sẽ làm được. Khách mời đến với căn phòng thứ hai đó chính là diễn viên Trương Thế Vinh. Vâng, xin mời. Tôi phải nói thật, tôi không có ý định dọa gì ai, nhưng mà tôi xin chia buồn với bạn. Dạ. Những gì đang chờ bạn trong căn phòng này chắc chắn nên bế tắc rồi. Theo nghiên cứu của những nhà tâm lý học thì những chàng trai mà đứng giữa chỗ đông người mà tay đúc túi quần thì thường là có biểu hiện giấu điều gì đó bí mật. Bạn đang giấu điều gì? Em không giấu gì, chỉ đang hồi hộp thôi. Đấy là giấu sự bối rối. Okay. Bạn mở cửa thì mọi người sẽ vỗ tay to nhất, chắc chắn vậy. Okay. Mở cửa. Ôi trời, người yêu của em tới rồi. Anh mới đi làm về, mệt quá em ơi. Anh đi làm gì? Thì anh đi công việc của anh thôi, anh mới đi làm make up về. Trời ơi, hôm nay anh có học thêm nghề make up nữa hả? Sao anh gặp em anh sợ anh ngồi xuống vợ? Anh quên là hai đứa mình là sinh viên sống thử với nhau 2 năm rồi hả? Anh đâu có quên đâu. Anh không hề quên, em hiểu không? Ừ. Anh chỉ là đi làm về anh mệt quá, anh ngồi đứng mấy giờ make up mỏi chân quá đứng ngồi. Vậy hả? Em với anh sống thử với nhau 2 năm rồi, anh gặp em anh đứng im tay anh lạnh ngắt vậy thôi hả? Em khỏe không? Anh ơi, tưng quá. Cái này giống như là người quen mà hai ba năm gặp lại vậy đó. Em khỏe không? Nhớ em quá à? Không có phải vậy đâu. Thì để anh 2 năm rồi à? Em với anh sống thử 2 năm rồi, đâu có ôm đơn giản vậy phải không anh? Anh quên hả? Thôi anh đi làm về, anh mệt quá em ơi. Chưa tắm rửa gì hết trơn à, ăn uống gì. Em thích cái mùi hôi hôi của anh mà. Thôi. Anh mệt rồi quá. Hả? Anh mệt, anh đâu cần gì làm đâu, để em làm. Anh nói bụng của em có nhà có gì ăn không? Không có, bây giờ em anh ăn trái cây cho đẹp da nha. Trái cây. Vào đây đi. Anh phải ăn nha anh. Cái này anh đòi đó nha. Tại em định bỏ qua rồi. Anh ăn chôm chôm đi. Cảm ơn em. Ừ. Chôm chôm mua đâu mà tươi quá vậy em? Ăn đi anh. Anh đòi, anh nhớ không? Tự nhiên anh đòi. Anh thấy không có rồi anh đòi ăn chi. Rồi bây giờ anh phải ăn. Đó, ăn đi anh. Thì ăn thôi. Phải lột ra mới ăn, lột không được sao? Lột đi, lột rồi luôn hả? Anh giỡn hoài, anh làm như em con nít 3 tuổi, ăn phải cắn đàng hoàng chứ. Cái này anh đòi chứ bộ. Nè, cầm ra nè, cho em nhìn thấy nè, rồi cắn nè. Cắn nè. Cắn. Răng thiệt phải không anh? Nhai nuốt đi cưng. Cái này mút á, 3 ngày nó cũng tiêu à. Ăn nho không? Bây giờ anh còn muốn ăn không nho? Ăn nho. No quá, no quá. No rồi hả? No. Kỳ quá, ăn có trái chôm chôm cái no à. Kỳ không? Rồi, anh nhớ là em với anh nè, hai đứa mình là sinh viên. Anh có nhớ là em học ngành gì không? Em ước mơ của em là ngành gì đó? Ngành nông lâm em. Phải, ngon hả? Em học ngành phi công. Mà... để sau này em ra em làm cơ trưởng em lái máy bay á. Nhưng mà em đâu có đủ chiều cao đâu. Tại sao vậy? Thì
trong ngành nó đòi hỏi cao hơn chút nha. Em lỡ em thiếu chút xíu. Vậy hả? Anh ơi, giờ chuyện quan trọng là vậy nè. Em với anh lỡ sống thử rồi, nhưng mà ba má của em là gia đình danh giá nữa. Mà bây giờ ba em á, hay là má em mà biết mà em sống thử với anh vậy á, là ba má em tự tử chết luôn á. Bây giờ anh có cách nào không? Chứ ba nói là ba sắp lên tới nơi rồi. Ba lên á, ba hỏi rồi em trả lời sao? Em nói em chưa có người yêu hả? Hay trả lời sao? Thì phải nói là em có người yêu rồi, phải giới thiệu anh chứ. Em có yêu anh không? Em phải đàng hoàng em. Có, em yêu anh mà em muốn anh cho em chứng tỏ tình yêu cho. Ok, Hương ơi, ba tới rồi Hương. Ba tới, sao anh rồi? Chết anh rồi. Chết rồi. Không được. Em nói anh nghe nè. Ngồi đi. Không, anh không có ngồi được. Bây giờ vậy nè, bây giờ vô trong, anh có cái đồ gì của em anh mặc vô nha. Đồ này. Hương ơi. Dạ. Lâu quá vậy con. Dạ con đây ba. Trời ơi. Trời ơi, ba con nay xì tai quá, vận đồ đẹp quá. Trời ơi, đại gia dưới quê mà phải biết sắm sửa chứ. Dạ con mời ba ngồi. Dạ. Dạ. Trời ơi, ba thương con gái quá. Ba biết con gái thích hoa ly, lúc nào lên đây cũng có hoa hết trơn á. Ba là ba thương con nhất trên đời đó. Đâu có để con trên đây học mà ở ký túc xá chật hẹp đâu. Mướn phòng cho con ở đàng hoàng đúng không? Dạ. Lo cho con từng chút một. Đúng rồi. Dạ. Ba có gửi tiền lên, ba kêu con mướn người làm về đây chăm sóc con, nấu nướng cho con rồi. Giờ nó đâu rồi? Hả? Mướn người làm mà chăm sóc cái kiểu gì vậy? Tại sao? Dạ. Tại sao? Dạ tại sao ba? Con mướn người làm nó nuôi con như thế nào mà hồi xưa con 1m8 bây giờ còn có 1m1 vậy? Rồi bây giờ, ủa? Đâu rồi? Dạ người làm. Người làm của con đó ba. Bước ra đây. Xin chào bác ạ. Con nhỏ này con gái hay con gì mà nó bự vậy? Con gái kiểu gì mà? Chị, sao ba chị nói kỳ quá vợ, em con gái đàng hoàng, nó kỳ quá, tao to kệ ta đi. Thôi bây giờ em vô em làm việc nha. Làm việc ở đây chứ. Bước ra đây. Ba mới đem bông lên kìa, cắm bông đi, cắm bông cho ba vui. Dạ. Con bé này nó dịu dàng lắm ba. Dạ, cắm bông. Biết cắm bông không? Dạ biết, cái gì cũng biết hết trơn á. Sao nó cắm bông mà nó quẩy thế ghê vậy? Chưng vậy? Trời, cắm đơn giản vậy trời. Dạ không. Bông nó lấy nó bỏ vô bình là xong á hả? Bác không thích cái kiểu là cái bình già như vậy. Ngày xưa là bác thích chưng bông trên dĩa. Hiểu không? Dạ hiểu. Dạ. Cắm bông trên dĩa sao cho coi được nha. Dạ gì bác thích bác cắm thử không coi thử. Nói tại sao có những tiêu chuẩn gì mà được lọt vô đây làm người ở cho con tôi? Dạ tại con của bác đó thì nhà nhiều đồ quá, con giặt đồ giỏi nè, con làm mọi cái rất là nhanh nè. Rồi nhiều khi trúng gió rồi đấm bóp cạo gió rồi cũng được nè. Cạo thử coi chơi cái. Cạo thử tôi trắc nghiệm coi có đúng như những tiêu chuẩn nói không. Đè xuống cạo thử tôi coi. Lẹ lên. Thôi ráng đi. Ráng đi hả? Khoan, xí. Cạo gió hay mày giết con tao vậy? Dạ. Cạo gió gì mà nó lấy thế thế ghê vậy? Không, chưa không. Có thấy ai cạo gió mà phải làm như vậy hết nha. Cạo gió thường thường là người ta cạo sau lưng bác đúng không bác ạ? Bác đâu có thấy người ta làm gì đâu rồi bác biết. Phải không ta? Cũng đúng mà đúng không? Kệ đi. Nhỏ này nó lý lẽ dễ sợ. Xin lỗi bác nha cô. Ê. Phụ nữ với nhau có gì đâu bác. Cạo gió sao mà phải cưỡi vậy luôn hả? Thì nó mới thẳng. Không bình thường à? Dạ. Nhỏ này thích cạo gió lắm hả? Dạ thích lắm. Vậy mới thuê con đó bác. Thôi giờ hết thích cạo gió rồi. Dạ. Bước ra đây. Dạ. Rồi biết dọn dẹp nhà cửa nữa dạ, phải biết không? Chứ, biết. Làm liền cho bác con nè. Đó, trái cây nè, đó. Bông mắc mới đem lên con dọn luôn nha. Dạ, đẹp hả ba? Được, sạch sẽ. Thấy cũng được. Dạ. Rồi biết dọn dẹp nhà cửa lau nhà coi thử cái chơi. Dạ, ok bác. Nhỏ này có khi nào nó dọn sập nhà không trời? Bác chơi bác dắt. Nó nghe nè. Cái nó bắt bụi quá bác. Ê. Dạ. Con nhỏ này quá rồi nha. Dạ. Bác đi ngoài đường về bác phải tắm liền. Vi khuẩn. Bác hiểu ý con không? Bác bước qua đây bác lây rớt lên giường của chị. Con cực lắm. Con giặt đồ con cực lắm bác hiểu không? Con lẽ bây giờ lau nhà coi thử coi.
Đó, thấy không? Thấy lòi liền nè. Không có con nhỏ người ở nào mà bận cái đầm dài cho nỗi lao nhà mà nó dướng vậy đâu. Nha. Đi chưa? Bác từ này không chịu hết nổi rồi cho bác. Con nói bác nghe là cái thẩm mỹ của người ta kệ người ta đi. Con làm thì con làm mà cũng có cái tự ái của con chứ. Không, không. Cái gì đâu. Ba ơi, nhỏ này người làm con mà giống mẹ con lắm. Nó muốn gì được. Không hề nha. Con chăm sóc từng ly từng tí. Bác ngon mất vô đi con chăm sóc bác luôn. Nhưng mà không được xúc phạm con chứ. Bác xin lỗi con. Ok, tha lỗi. Bác đó giờ là con gái bác lúc nào ngủ cũng ngủ với bà vú hết á. Không, con ở đây ở cũng giống như bà vú, hiểu không? Lên ngủ chăm sóc nó đi, để bác nằm dưới đất được rồi. Con lên. Con gái mới lớn bác ơi. Gái bà, mới lớn bà vú thì bà phải có cái mày. Không phải, nè. Không phải, ý con nói á, bà vú là bà phải lo cho đứa bé, là bà phải giống như là phải có sữa để cho lo chăm con. Còn con gái mới lớn, người ta có 17 tuổi. Chí chí, cho bác hỏi nếu như ngày thường thì ngủ làm sao? À, thì ngày thường con về nhà con ngủ. Có không? Không. Thấy chưa? Con tôi không bao giờ nó dám làm sai lời tôi. Tôi dặn cái gì là có cái đó. Tại sao lòi ra nhiều cái chuyện rắc rối như vậy? Em quên hả? Mỗi lần em ngủ trên bàn em nhớ không? Số phận em bi thảm vậy sao? Bình thường ngủ trên bàn hả? Ngủ trên bàn, ngủ cho ba coi đi, cho ba tin. Sao chị không nói em ngủ trên dây giống cô Long luôn đi? Ngủ trên bàn hả ba? Dọn nhỏ bàn này đi. Dối gian vậy sao? Dạ, lên bàn ngủ đi. Lẹ lên. Nó sập đó chị ơi. Nó sập đó nha. Thôi ngủ vậy đi. Nhỏ này ngủ thấy ghét rồi trời. Không quên một của trong. Trời đất ơi, không nhỏ con gái này không biết nó tập môn thể thao gì mà vai thì bự, còn ngực thì lép. Thiệt tình. Tự ái nha. Ôi tự ái à, bác xin lỗi con. Con nói bác con mới 17 tuổi nó chưa có phát triển hết. À. Bác chờ 2 năm nữa đi nha. 2 năm nữa sao con? Đeo cái khăn dưới cổ đi, nước miếng chảy không đỡ không kịp à. 2 năm ba. Nhỏ này sao thấy nó gạ và quá thôi giờ dày. Dạ. Ba đi chút xíu, kêu nhỏ này nhà nấu cơm cho ba ăn. Dạ. Thấy không? Ba đi ra ba gặp mấy chú, mấy bác, ba uống cà phê chút ba quay về. Dạ. Nhớ nha. Dạ. Nhà làm cơm đàng hoàng nha, chút tôi về tôi thẩm định nè. Bác à. Khóa cửa liền. Sao? Em bắt anh sống sao đây hả? Đâu có bắt anh đâu, cái này tự anh muốn mà. Em kêu vô chổng đi. Rồi anh quá trang tình nữ, em đâu biết anh làm chuyện như con quái vật vậy. Mà đẹp thiệt, cái đầm này em mua cho má em mà anh bận dừa luôn á. Vinh lên nói nghe nè. Chuyện này mới quan trọng nữa nè. Bây giờ anh có muốn để cái tóc vậy cho nó dễ thương không? Lỡ ba về bất chợt không sao. Ok. Ha. Bây giờ em hỏi anh này nè. Anh là sinh viên năm thứ nhì phải không? Đúng rồi. Em cũng vậy. Bây giờ hai đứa mình còn đi học đúng không? Đúng rồi. Ba phải cho tiền, gia đình phải cho tiền đi học. Mà giờ nếu mình phải nuôi thêm một đứa nhỏ nữa thì sao anh? Trời sinh voi sinh cỏ em ạ. Kệ nó đi. Cái quan trọng bây giờ đó nha, anh nói là ba mẹ em có đồng ý hay không thôi. Dạ không. Ừ? Ba em nói rồi, rể trong nhà là phải bằng thước tất với ba, 1.5 thôi. 1.51 là ông đập liền. Ý em sao? Bây giờ em đâu biết làm sao đâu. Thế thôi bây giờ để anh về anh năn nỉ ba em đi chứ giờ làm sao? Em không biết, bây giờ anh giải quyết đi. Thôi để anh năn nỉ ba bây em. Bây giờ em sợ quá à. Mà em có khi nào? Khi nào là anh biết chứ tại sao nói em? Ủa anh nhớ 3 tháng mà bụng nhỏ vậy hả em? Ừ, sao mà sao quên nhức đầu quá. Mở cửa đi anh ơi, ba về tới rồi kìa. Mở cửa coi. Anh ơi, giờ sao vậy anh? Coi. Anh ơi, giờ sao giờ anh ơi? Anh nào mày coi mắt đau bụng quá, toilet cái coi. Bác ơi, cái gì vậy? Bác ơi, cô đây, toilet ơi. Thằng này. Dạ. Thằng này ở đâu ra? Mà nổi da còn cái quần xà lõn của mày nữa. Thằng này là sao? Dạ bác, thưa bác, con chào bác. Dạ xin chào bác, con tên là Vinh. Con là
người yêu của Hương. Đúng tâm lý là cái đoạn này là tao phải giết nó đó. Tại sao nó có mặt ở đây rồi có cái quần xà lõn ở trong toilet nữa hả? Ba, à, ba không. Con lỡ dại đó ba. Bây giờ ảnh làm... Em khoan, em không được dùng từ lỡ dại. Tự nguyện em à. Dạ ba ơi ba. Chuyện gì? Dạ ba ơi ba, con tự nguyện. Nhưng mà ảnh có dụ con mới tự nguyện. Dạ, bây giờ con có bầu 2 tháng rồi ba. 3 tháng em. À khoan, bắt bình tĩnh để con nói cái... Buông ra để tao đổi cái quần lên đầu để tao... Ba ơi, con lại ba mà. Tại sao? Tại sao lại có cái chuyện này xảy ra? Mày muốn tao đổi quần tao nhìn thiên hạ hả? Cái chuyện này chuyện rất là bình thường bác ạ. Đó là một cái gì đó rất là tự nhiên, gọi là sinh học đó. Thì cái giống đực giống cái, nếu mà nó cứ thế này á thì nó sẽ có ra thế này. Nó rất là bình thường, rất tự nhiên, bác hiểu ý con không? Đúng tâm lý là nãy giờ tao phanh thay thằng này luôn rồi. Dạ. Mà tại sao tôi vẫn cứ nghe lời? Không nên. Chi vậy, con mình có thai vui mà tự nhiên cái mình đâm thằng kia cái là mình đi ở tù, có buồn không? Chi vậy? Em cứ đứng lên đi, bài không có thể, không có giận em đâu. Tin vui mà đúng không? Bác cầm cái quần cho con. Em cứ đứng lên. Bước qua đây. Bác thấy tụi con có xứng đôi hay không thì bảo. Xứng đôi đúng không bác? Ninh! À. Mày nói hoài vậy? Tao nói cho mày biết. Dạ. Có thiệt là con lỡ có thai với nó rồi không? Dạ, xin lỗi. Tin vui, tin vui. Con tỏ có thai 2 tháng rồi vui. Tao đang bị loạn cảm xúc, mày hiểu không? Ba ơi, con sợ quá ba ơi. Cái mặt mày khóc mà sao thằng kia nó cười nhăn răng vậy? Con rất là hạnh phúc vì con có con. Chúng ta sắp là một gia đình bác à. Con sẽ thương bác. Không sao đâu, bác đừng có lo. Bây giờ nín. Dạ. Nghe bác nói. Dạ. Đáng lý ra tụi con là sinh viên đang đi học. Cái chuyện mà hai đứa sống thử với nhau rồi bây giờ để có thai luôn. Dạ. Là không được. Nhưng mà nãy giờ ba thấy nó có con nó vui quá. Đó. Thực sự ra là đàn ông mà bác, mình làm cái gì mình phải chịu trách nhiệm với nó, bác hiểu ý con không? Anh ơi, bây giờ anh phải nói cho ba em, anh bằng cách nào nuôi em, nuôi con. Anh bằng cách nào năn nỉ ba em, với ba em mới cho em lấy anh đến chứ luôn. Mày đừng bào chữa. Nuôi thì mình cứ ăn là mình kiếm đồ ăn, mình ăn thôi. Con không có đủ đồ ăn, bắt đem đồ ăn. Mày đến đây. Strong man. Strong man. Hiếm có gã trai nào lại mạnh mẽ trước mặt bố vợ đến như vậy. Trước khi tới đây em mà nói là em uống thuốc liều rồi anh. Vinh có gia đình chưa nhỉ? Dạ chưa ạ. Rồi, thế thì liều cũng dễ hiểu thôi. Em có gia đình rồi em không biết. Nhất là khi đến nhà vợ em nói rằng cháu muốn tìm hiểu và cưới cô ấy, rồi đời em sẽ biết thế nào là bế tắc toàn tập. Chứ không cũng phải đứng ở đây rồi lại bác phải nghe con. Mà tôi nói thật, ông bố vợ này diễn biến không đúng tâm lý. Ừ, ông hiền quá. Sao hiền? Nếu đúng ra là phải túm tóc, tạt tai, tắt tới tấp. Không nên, không nên. Bác xử sự rất là văn minh, bác hiểu không? Đó, thấy chưa? Bác xử sự rất là văn minh. Đúng. Bác xử sự văn minh. Ừ. Thật sự rồi, ra... chúc mừng bác rất văn minh. Rồi. Cho phép anh Đức được nói một câu. Vâng. Thật sự ra là nãy giờ nhào vô là đỉnh túm tóc rồi, đánh luôn rồi. Nhưng mà nhìn lại cái tướng này hơi bị nhùng. Thông minh. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là đang muốn kéo ra để hỏi và xử tội coi như thế nào là chưa gì là đã áp đảo ông bố luôn rồi. Đáng lý ra là còn một trường hợp nữa, Đức phải ra tối hậu thư là bây giờ nếu như mà bác cho phép tụi con sống thử là bác sai. Mà bây giờ con giải quyết như thế nào thì chưa gì là nói con sẽ lo hết, con rất hạnh phúc với con. Còn gì để ông bố này nói nữa. À, rất tuyệt vời. Xin mời nghệ sĩ Hoài Linh ạ. Cảm ơn Việt Hương và anh Đức. Tôi chưa thấy lần nào mà trưởng phòng mà nó đuối như lần này. Tôi không cho nói luôn. Nhưng mà rất là hợp lý ha. Hợp tình hợp lý chứ không phải là nhảy bổ vô nói đại đâu. Nếu đưa vào một người mẹ đi lên thì sẽ là khác. Mà đây là tâm lý của một người đàn ông. Thì khi mà mình có con mình hạnh phúc như thế nào thì Vinh chưa nói hết cái câu đó thôi. Nhưng mà Vinh đã nói là con hạnh phúc mà. Con là đàn ông. Con hạnh phúc khi con có con.
chứ còn em chưa nói cái câu là bác cũng đã từng có con, bác biết cái hạnh phúc nó như thế nào, thì nó sẽ cao hơn một chút xíu nữa. Dạ. À, nhưng mà em đã áp đảo cái cụ già này toàn tập. À, và một cái điều mà anh rất là thích ở em là khi em là một cái cô gái ô xin, em vẫn giữ được cái chất đàn ông. Chứ nhiều người ví dụ như là khi họ giả như vậy là họ cứ nghĩ họ là con gái, không, nó lại không hay. Tức là mình là nam giả nữ, em vẫn giữ được cái nét đàn ông khi em ngồi. Em cũng có ngồi như cái thế này thế kia, rất là hay và rất là kịch. Như hồi nãy anh nói với Xuân Bắc rồi, thấy không? Anh ơi, Trường Thị Vinh không ngại đâu, tôi không có ngại cái điều đó. Mà bây giờ em làm cho anh ngoài cái sự tưởng tượng của anh luôn. Em quá dữ rồi, quá dữ. Hồi nãy trước khi mà Việt Hương ngồi ở đó mà em đứng ở đây là anh đã đưa tay anh ra hiệu cho Việt Hương rồi. Sắc, sắc, sắc. Mà sao bà hiền quá, bà thấy em áp đảo quá, không sắc em. À, em muốn Vinh có một cái thử thách là nếu như mà Hương đóng vai người mẹ thì cái người phụ nữ nó sẽ khác với lại Đức, thì cái người khác sẽ đóng vai của Hương, cái cô gái. Thì vai của Hương, tại vai của Hương rất là nhẹ, mọi sự là do Đức sắc thôi. Nhưng mà đúng là Vinh làm cho một cái màu sắc khác. Hương không muốn phải thấy vậy rồi bi lụy rồi quỳ khóc gian sinh. Và Vinh đã làm thẳng khác hẳn màu màu sắc khác như là cái tiêu chí của Ơn Giời. À, em là một diễn viên thông minh. Cảm ơn em. Xin chúc mừng Trương Thiên Vinh. Xin cảm ơn những phần nhận xét của giám khảo Hoài Linh.